Siêu xe anh em nhé. Siêu xe này. Thấy chưa? Đặc biệt chưa? Đây. Clip này. Đấy. Nhìn xích này. Bánh này. Yên xe này. Máy này. Đạp này. Bô này. Ly đông này. Đấy. Bánh xe Mayer này. Lốp xe này. Ly đông này. Thắng này. Đấy. Bình nhiên liệu này. Buji. Chiếc này xe đạp vừa dùng cơ sức người vừa dùng sức của nhiên liệu của động cơ nhá. Cái này là xăng chạy xăng pha nhớt anh em nhé. Hai thì chạy xăng pha nhớt xe đạp. Thích đạp thì đạp xe đạp thì dùng, mà thích đi nhanh thì là dùng động cơ. Đó, anh em mà thích sưu tầm sử dụng độc lạ thì liên lạc nhanh nha. Đó. Ok, rồi vậy anh em nhé. Mến chào anh em nhé. Đây xa xa chút xíu này. Ok. Siêu xe. Rồi, mến chào anh em nhé. Hẹn gặp lại.